Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài xây dựng đoạn văn trong văn bản. Các em mở sách giáo khoa trang 34 nhé. Các em đã mở sách ra chưa nào? Chúng ta cùng đi vào bài học. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là đoạn văn. Đọc văn bản trong sách giáo khoa trang 34 và trả lời câu hỏi. Chúng ta có văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt Đèn. Văn bản này các em thấy được chia làm hai ý, mỗi ý được viết thành một đoạn văn. Đoạn thứ nhất, từ Ngô Tất Tố đến việc làm năm 1940. Nội dung chính của đoạn này đó là giới thiệu về tác giả và các tác phẩm chính được thể hiện qua 5 câu văn. Đoạn thứ hai tiếp theo, Tắt Đèn cho đến tất cả đều chân thực, sinh động. Nội dung chính nhận định về giá trị của tác phẩm Tắt Đèn được thể hiện trong 7 câu văn. Em thấy hình thức để nhận biết một đoạn văn là bắt đầu từ chỗ viết hoa, lùi đầu dòng và chấm xuống dòng. Về phần nội dung, đoạn văn biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh và do nhiều câu văn tạo thành. Đây cũng là phần nội dung. Ghi nhớ một, sách giáo khoa trang 36, đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chỗ viết hoa, lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành. Chúng ta sang phần 2 La Mã, từ ngữ và câu trong đoạn văn. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn. Chúng ta đọc lại phần ví dụ ở sách giáo khoa tác phẩm Tắt Đèn. Và chúng ta thấy từ ngữ có tác dụng duy trì đối tượng trong đoạn văn, được gọi là từ ngữ chủ đề. Ở đây, từ ngữ chủ đề là Ngô Tất Tố, dùng để làm đề mục ở đoạn thứ hai. Chúng ta thấy từ ngữ và câu then chốt đó là câu chủ đề. Tắt Đèn là tác phẩm tiêu biểu của Ngô Tất Tố. Câu này mang nội dung khái quát từ đó chúng ta thấy từ ngữ chủ đề và câu chủ đề được dùng để làm đề mục hoặc các từ ngữ được lặp lại nhiều lần nhằm duy trì đối tượng được biểu đạt. Câu chủ đề là câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chính và đứng đầu hoặc đứng cuối đoạn văn. Đây cũng là nội dung phần ghi nhớ ý 2, sách giáo khoa trang 36. Ở phần 1, chúng ta đã được tìm hiểu về từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn. Bây giờ cô trò chúng ta cùng sang phần 2, cách trình bày nội dung đoạn văn. Các em thấy nội dung đoạn văn có thể được trình bày bằng nhiều cách khác nhau. Và ở trong đoạn 1, em thấy không có câu chủ đề, chỉ có từ ngữ chủ đề. Yếu tố duy trì đối tượng trong đoạn văn là cụm từ Ngô Tất Tố. Và quan hệ ý nghĩa giữa các câu văn trong đoạn văn là quan hệ độc lập với nhau. Nội dung của đoạn văn được triển khai theo trình tự. Đầu tiên là giới thiệu về tác giả. Chúng ta hiểu thêm về quê hương, hoàn cảnh xuất thân, gia đình, về con người, nghề nghiệp của nhà văn. Như vậy, đoạn văn này được trình bày theo cách song hành. Tiếp tục, chúng ta đi vào tìm hiểu cách trình bày nội dung đoạn văn ở đoạn thứ hai. Các em thấy câu chủ đề được đặt ở vị trí mở đầu đoạn văn, đó là câu Tắt Đèn là tác phẩm tiêu biểu nhất của Ngô Tất Tố.
Ý của đoạn văn đã được triển khai theo trình tự phân tích giá trị nội dung đến giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Và câu chủ đề đặt ở vị trí mở đầu của đoạn văn. Như vậy, đoạn văn này được trình bày theo kiểu diễn dịch. Chúng ta đi vào đoạn văn sách giáo khoa trang 35. Chúng ta thấy đoạn văn này có câu chủ đề, các em nhé. Và câu chủ đề này đặt ở vị trí kết thúc của đoạn văn. Đó là câu: như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành phần tế bào. Nội dung của đoạn văn được trình bày theo trình tự từ các ý cụ thể đến ý kết luận. Và do câu chủ đề được đặt ở cuối đoạn văn nên chúng ta thấy cách trình bày nội dung đoạn văn này theo kiểu quy nạp. Như vậy, các em thấy cách trình bày nội dung của một đoạn văn chúng ta có thể làm như sau. Thứ nhất, nếu đoạn văn không có câu chủ đề, các ý trong đoạn ngang hàng nhau, không có câu nào khái quát ý câu nào, thì ta trình bày theo kiểu song hành. Nếu câu chủ đề đứng ở đầu đoạn văn, thì đây là cách trình bày diễn dịch. Và cuối cùng, câu chủ đề đứng ở cuối đoạn văn, thì đây là cách trình bày theo hướng quy nạp. Đây cũng là phần nội dung ghi nhớ cuối cùng ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 36. Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai và làm sáng tỏ chủ đề của đoạn bằng các phép diễn dịch, quy nạp, song hành. Như vậy, chúng ta vừa đi vào tìm hiểu thế nào là đoạn văn và đoạn văn thường có những từ ngữ chủ đề và câu chủ đề nào và cách để chúng ta trình bày một đoạn văn ra sao. Đó cũng là nội dung của toàn bộ phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 36. Các em thân mến, sau khi học xong phần lý thuyết, chúng ta cùng đi vào phần ba la mã luyện tập ở sách giáo khoa trang 36. Bài 1. Chúng ta cùng tìm hiểu văn bản ai nhầm. Đề bài hỏi chúng ta văn bản có thể chia thành mấy ý, mỗi ý được diễn đạt bằng mấy đoạn văn. Chúng ta thấy văn bản gồm 2 đoạn, mỗi đoạn có thể biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Ý 1, đoạn văn thứ nhất, từ đầu cho đến chép lại đưa cho chủ nhà. Nội dung chính của đoạn này kể về việc thầy đồ cho chép bài văn tế ông thân sinh của mình để tế bà chủ nhà vừa mất. Ý thứ 2, đoạn văn 2, phần còn lại từ lúc vào lễ cho đến hết. Nội dung chính là chủ nhà trách thầy chép nhầm, thầy cãi là do chủ nhà chết nhầm. Chúng ta tiếp tục sang bài 2 sách giáo khoa trang 36-37. Hãy phân tích cách trình bày nội dung trong các đoạn văn sau. Chúng ta có 3 đoạn văn. Chúng ta thấy đoạn văn vị trí câu chủ đề và cách trình bày nội dung được trình bày như sau. Đoạn A, câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn, đó là câu Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương. Đây là cách trình bày theo cách diễn dịch. Đoạn B, chúng ta thấy đoạn văn này không có câu chủ đề, các ý ngang nhau, không có ý nào bao quát ý nào. Đây là cách trình bày song hành. Ở đoạn C, tương tự, đoạn văn này không có câu chủ đề, các ý trình bày ngang nhau, không có ý nào bao quát ý nào. Đây là kiểu trình bày theo cách song hành. Phần hướng dẫn về nhà, chúng ta sẽ làm bài 3, trang 37. Về nhà viết đoạn văn, câu chủ đề để cho trước, các câu ý triển khai cô gợi ý cho các em. Ví dụ như câu 1, chúng ta có thể nói về khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Câu 2, 3, chúng ta nói về chiến thắng của Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung. Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng.
để chúng ta thấy rằng lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Và theo suốt cái chiều dài lịch sử ấy, chính là sự đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn của cả quốc gia, dân tộc. Với bài 4, viết đoạn văn tương tự, chúng ta thấy chúng ta cần phải giải thích ý nghĩa câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Để giải thích được thì chúng ta cần phải có một vài ý. Ví dụ như trong cuộc đời mỗi người ai cũng có mục đích sống để hướng tới. Cái đích của sự thành công thật sự đôi lúc không hề dễ dàng. Con đường đến đích chứa muôn vàn những khó khăn, chông gai, thử thách và đôi lúc làm chúng ta vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là mỗi lần vấp ngã chúng ta phải biết đứng lên. Thất bại và thành công là hai phạm trù định tính đối lập nhau. Và thất bại là ngọn nguồn của thành công. Muốn thành công được thì chắc chắn chúng ta phải vững lòng để trải qua nhiều khó khăn. Câu tục ngữ muốn khuyên con người phải bền lòng vững chí trước những rào cản vấp ngã trong cuộc đời để đến với thành công. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các em phần bài tập 3, 4. Các em về nhà nghe theo phần hướng dẫn và tập tự viết đoạn văn cho mình nhé. Như vậy, trên đây cô và các em cùng nhau đã làm xong bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, 4 cô đã hướng dẫn cho các em. Các em nghe lại về nhà tự viết vào vở bài tập nhé. Các em sẽ chuẩn bị cho cô bài liên kết các đoạn văn trong văn bản. Cô thân mến chào các em. Hẹn các em vào những tiết học sau.